Dạ vâng, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Anh chị thân mến, cách đây một vài ngày thì tôi có chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn, đặc biệt là các chị em phụ nữ, một loại thảo dược có tên gọi là sâm tố nữ, giúp tăng kích thước vòng 1, giúp khắc phục tình trạng chảy xệ của vòng 1, giúp trẻ hóa làn da, giúp làn da tươi, trẻ, hồng hào một cách tự nhiên. Thì sau khi làm xong cái video đó thì có khá là nhiều các chị em phụ nữ có phản hồi thắc mắc, có comment, có bình luận, có gọi điện cho chúng tôi với thắc mắc là anh hãy chia sẻ cách dùng một cách chi tiết và dùng sao cho tăng kích thước vòng 1 một cách hiệu quả nhất, an toàn nhất. Và hãy cho chúng tôi biết lựa chọn sản phẩm sâm tố nữ như thế nào. Thì để giải đáp các cái thắc mắc đó thì hôm nay thì tôi tiếp tục làm thêm chủ đề về cây sâm tố nữ. Đó là làm sao để lựa chọn cái sản phẩm sâm tố nữ phù hợp cho mình và sử dụng như thế nào để tăng kích thước vòng 1 hiệu quả nhất. Bước đầu tiên thì các chị lưu ý khi mua các cái sản phẩm về sâm tố nữ trên thị trường hiện nay thì thưa các chị đã có rất là nhiều các cái sản phẩm từ sâm tố nữ giúp anh chị lựa chọn, có sản phẩm dạng viên nén, có sản phẩm dạng viên nang mềm, có sản phẩm dạng củ nguyên chất phơi khô. Thường thì giá bán các cái loại sản phẩm dạng viên nén, viên nang mềm sẽ cao hơn sản phẩm dạng khô bởi vì cái chi phí sản xuất cao hơn dạng củ khô. Vì vậy thì tùy theo cái điều kiện, hoàn cảnh mà các chị có thể lựa chọn sản phẩm sao cho phù hợp với túi tiền của mình. Với cái sản phẩm dạng viên nén, viên nang thì khi sử dụng có cái ưu điểm là rất là tiện lợi, chỉ cần sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất là được. Tuy nhiên thì có khá là nhiều chị em phụ nữ thích sử dụng dạng cây nguyên chất, củ khô nguyên chất bởi vì các chị thích dùng cái gì nó tự nhiên, không qua chế biến. Thì đối với cái dạng sản phẩm củ khô có hai cách dùng tiện lợi thì các chị có thể sử dụng, đó là pha hãm như là một loại trà hoặc là tán thành bột mịn để cho nó dễ sử dụng. Cách dùng cái dạng sâm tố nữ dạng khô, cách dùng sâm tố nữ khô thì cũng là một trong các cái phương pháp tăng cường kích thích vòng 1 một cách hiệu quả. Cách này thì thưa với quý vị anh chị và các bạn, người dân Thái Lan đã sử dụng từ lâu đời trong dân gian mà ngày nay chúng ta đang được kế thừa và phát huy các cái kinh nghiệm dân gian của người Thái Lan quý giá, rất là quý giá thưa anh chị. Để sử dụng cái sâm tố nữ một cách hiệu quả thì anh chị cần lưu ý nên dùng đúng liều lượng, tránh sử dụng quá nhiều vì điều này có thể gây ra các cái tác dụng và đem lại các cái hiệu quả không cao và tác dụng thì có thể bị tác dụng phụ. Dưới đây là liều dùng và cách dùng một cách chi tiết. Cách dùng chi tiết thì các chị trước khi dùng, các chị chuẩn bị cho chúng tôi là sâm tố nữ khô 30g, bình giữ nhiệt, nước sôi 1 lít. Cách thực hiện như sau: sâm khô đã thái mỏng, các chị đem rửa lại một lần qua nước sạch, vẩy sạch nước đi, bỏ sâm vào bình giữ nhiệt, chế một chút nước sôi để tráng qua một lần cho nó sạch. Nhớ gạn hết các cái nước tráng này đi. Chế thêm khoảng 800ml nước sôi vào bình, đậy nắp kín để ủ trong thời gian khoảng 25-30 phút cho ngấm. Sau khi ủ xong thì các chị chắt nước ra sử dụng trong ngày, lên chia khoảng 3 lần uống sau mỗi bữa ăn khoảng 15 phút. Sử dụng rất là đơn giản thôi các chị, đúng không ạ? Chỉ cần chúng ta pha hãm như nước trà thôi, quan trọng là đúng liều lượng. Ngày 30g dạng khô thái lát nhé. Và chúng ta chuẩn bị cho tôi một cái bình giữ nhiệt để chúng ta có thể thuận tiện mang đi sử dụng ở các cái nơi làm việc, ở các cái nơi vui chơi giải trí. Và đây cũng là cái cách pha hãm sâm một cách tiện lợi và đơn giản nhất. Kể cả ở nhà hay là đi làm công ty, làm văn phòng thì anh chị cũng đều sử dụng theo cách này cho chúng tôi. Ngoài ra thì các chị có thể dùng theo cách đun sôi để lấy nước. Dùng đối với cách này thì dùng cũng có tác dụng tương tự.
hoặc là chúng ta có thể tán sâm thành dạng bột mịn rồi pha với nước sôi để sử dụng. Cách này cũng tôi thấy là cũng rất là tiện lợi và hiệu quả. Liều dùng dưới dạng bột thì chúng ta dùng ít hơn, là chúng ta dùng khoảng 20 gram một ngày. Đó là cách sử dụng, một cách chi tiết sâm tố nữ. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì chúng ta cũng cần lưu ý, cũng như ở các cái video kỳ trước về sâm tố nữ tôi đã lưu ý rồi, tuy nhiên trong video lần này thì tôi cũng nhắc lại, đó là chúng ta không nên sử dụng sâm tố nữ quá liều lượng. Bởi thông qua nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Cây Thuốc Thái Lan thì chỉ ra rằng sử dụng quá liều khoảng 250mg trên 1kg trên ngày có thể gây ra giảm khối lượng cơ thể. Lưu ý thứ hai, sâm tố nữ rất là tốt cho nữ giới nhưng có thể không tốt cho nam giới nếu mà nam giới sử dụng ở liều cao. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Cây Thuốc Thái Lan chỉ ra rằng nam giới sử dụng quá nhiều sâm tố nữ có thể bị giảm khối lượng tinh hoàn và có một số các cái tác dụng phụ ngoài ý muốn khác. Như vậy là tôi vừa chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn, đặc biệt là các chị em phụ nữ không may sở hữu một cơ thể có các cái nhược điểm như là kích thước vòng 1 bị chảy xệ, kích thước vòng 1 nhỏ, làn da đen sạm xấu xí, thì thông qua video này chúng ta đã biết cách sử dụng thông qua video này thì chúng ta đã biết cách sử dụng sâm tố nữ để khắc phục các cái điều trên. Hy vọng rằng là các chị áp dụng một cách hiệu quả. Và nếu như các chị sau khi xem video này xong có nhiều các cái thắc mắc mà cần giải đáp thì hãy comment, hãy bình luận phía dưới video hoặc là trực tiếp liên hệ với công ty Thảo Dược số 1 chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282 hoặc số tổng đài 1900 989801. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong các video lần sau.